Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Tử Vi Ngày Mới sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về con giáp gặp thời chúng to, tiền bạc dư giả, chẳng lo chi tiêu. Vậy thì con giáp nào có số may mắn trúng lớn giàu to? Nếu muốn biết chi tiết thì mời quý anh chị đi tìm hiểu ở phần nội dung chương trình. Còn bây giờ là tử vi tổng quan ngày mới. Mở đầu chương trình là thông tin tử vi tổng quan ngày 10 tháng 5 năm 2023, thứ tư dương lịch, âm lịch là ngày 21 tháng 3 năm 2023, là ngày Mậu Thìn, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão, tiết khí, lập hạ, ngày trực bế. Hôm nay là ngày Thanh Long Hoàng Đạo. Giờ Hoàng Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Hắc Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Giờ Sát Chủ và giờ Thụ Tử: giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Sát Chủ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ và giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thụ Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Thân và tuổi Tý, lục hợp với tuổi Dậu, xung với tuổi Tuất, hình với tuổi Thìn, phá với tuổi Sửu. Về ngũ hành niên mệnh, Đại Lâm Mộc, hôm nay là ngày Mậu Thìn, tức ngang hòa. Nạp âm Đại Lâm Mộc, kỵ tuổi Nhâm Tuất và tuổi Giáp Tuất, ngày thuộc hành Mộc, khắc hành Thổ. Đặc biệt người tuổi Canh Ngọ, tuổi Mậu Thân, thuộc hành Thổ không sợ Mộc, ngược lại nhờ Mộc khắc mà được lợi. Ngày Thìn, lục hợp với Dậu, tam hợp với Thân, Tý, thành Thủy Cục. Xung Tuất, hình Thìn, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Sửu. Tam sát kỵ tuổi, Tỵ, Dậu, Sửu. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Nhâm Tuất và tuổi Giáp Tuất. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Canh Tuất và tuổi Nhâm Tuất. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao Thiên Quan, tốt thăng quan, nhậm chức. Phúc Sinh, tốt cầu phúc, nhập trạch, cầu tài. Cát Khánh, tốt liên hoan, hội hữu, nhậm chức. Đại Hồng Sa, tốt bách sự đều cát. Thiên Y, tốt cầu y, liệu bệnh, trị bệnh. Tư Mệnh, tốt khởi tạo, tu táo, tạo táo. Dương Đức, tốt giá thú, đính hôn, nhập trạch. Thời Đức, Tuế Đức, Thiên Ân, tốt mọi việc. Tứ Tướng, tốt tế tự, thăng quan, đính hôn. Sao xấu thì gồm có sao Hoàng Vu, kỵ tu thương khố, xuất hóa tài. Nguyệt Hư, kỵ vận động, trinh hàng, thành thân. Tứ Thời Cô Quả, kỵ giá thú. Tuế Sát, xấu mọi việc. Hiệp Tỷ, kỵ giá thú. Hình Ngục, tội hình, kỵ thượng quan, tham yến, từ tụng, xuất hành. Huyết Chi, kỵ châm cứu, xuyên nhĩ khổng, sỏ lỗ tai. Trong đó có sao Tuế Đức, Thiên Ân là sao Đại Cát, có thể hóa giải một số sao xấu. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay: trong ngày 10 tháng 5, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, xuất hành, nhận người, chuyển nhà, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như thượng quan, kiến quý, tham yến, từ tụng, châm cứu, xuyên nhĩ khổng, sỏ lỗ tai. Hướng xuất hành ngày hôm nay: đi theo hướng chính bắc để đón tài thần và đi theo hướng đông nam để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo khổng minh là ngày huyền vũ, xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu không nên đi. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 10 tháng 5 năm 2023. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành.
Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 10 tháng 5 năm 2023. Xem tử vi cho thấy, thiên quan giáng họa, người tuổi Tý rất dễ vướng vào tranh chấp với người có chức vụ cao hơn mình. Bạn không nên đẩy những mâu thuẫn này lên quá cao, nếu không chính bạn sẽ là người phải chịu thiệt thòi nhiều hơn. May mắn nhờ có tam hợp phù trợ, người tuổi Tý trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Dù công việc có khó khăn đến đâu, bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện. Bạn cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy có ai đó đang gặp khó khăn. Đối với chuyện tình cảm, bạn có được mối cơ duyên tốt đẹp. Tuy nhiên, để đi đến quyết định cuối cùng thì chắc chắn bạn sẽ cần phải tìm hiểu kỹ hơn và đừng để cảm xúc lấn át lý trí mà đưa ra những quyết định vội vàng. Với người tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe. Với người tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, quá mức tự tin cho rằng mình có thể làm mọi việc. Với người tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, có nhiều hy vọng trong tương lai. Với người tuổi Canh Tý, mệnh Thổ, gặp thị phi ảnh hưởng tới thanh danh. Với người tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc, nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 02. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển, trắng, xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 10 tháng 5 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 10 tháng 5 năm 2023. Theo dõi tử vi cho thấy, cục diện tương phá, người tuổi Sửu sẽ phải chịu không ít o ép thiệt thòi trong ngày hôm nay. Những kẻ xấu bụng vì coi bạn là cái gai trong mắt mà không tiếc lời dèm pha, khiến bạn dù ở mức cũng chẳng thể làm được gì. Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu diễn ra không suôn sẻ. Dù là người độc thân hay đã có gia đình thì đều cần phải giữ khoảng cách hợp lý với người khác giới, chớ để mình vướng vào những mối quan hệ phức tạp. Đối với chuyện tài chính hôm nay có điểm báo thâm hụt do kiếp tài gây ra, cho nên nếu có ý định đầu tư hãy tạm hoãn, cố gắng điều chỉnh lại kế hoạch của mình chu đáo hơn để có được những nguồn thu bền vững trong thời gian tới. Với người tuổi Ất Sửu, mệnh Kim, chuyện tình cảm gặp phải nhiều vướng mắc. Với người tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy, lứa đôi với bất đồng quan điểm mà tranh cãi liên miên. Với người tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa, dễ xảy ra tranh chấp quyền lợi, trộm cướp. Với người tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ, làm việc gì cũng cần phải suy tính trước sau. Với người tuổi Quý Sửu, mệnh Mộc, vợ chồng không nên cãi cọ, chiến tranh lạnh. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 46. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 10 tháng 5 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 10 tháng 5 năm 2023. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, tam hội giúp sức, người tuổi Dần sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Thậm chí bạn tìm ra cách giải quyết vấn đề mới mẻ, giúp tăng năng suất lao động, truyền động lực cho bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Vận tình cảm tốt đẹp, con giáp này không cần phải mất nhiều thời gian cũng có thể biết được đâu là người mình vẫn luôn tìm kiếm. Sức mạnh của tình yêu vô cùng to lớn. Có thể trước đó bạn vẫn luôn nghĩ rằng mình chẳng thể vượt qua được nỗi đau trong quá khứ,
Nhưng khi người ấy đến, bạn hiểu rằng mình nên để quá khứ ngủ yên và sống cho hiện tại. Thiên tài hỗ trợ đem lại phần nào tài chính cho con giáp này, để tiền bạc trong túi của người tuổi Dần rủng rỉnh hơn. Nhưng chi tiêu sao cho hợp lý là lời khuyên dành cho bạn trong ngày hôm nay. Hẳn nhiên bạn có kế hoạch và những mục tiêu dài hạn, vì thế hãy biết cân đối chi tiêu hiện tại với các khoản dành dụm cho tương lai. Với người tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, chú ý giữ gìn sức khỏe, lao động hợp lý. Với người tuổi Bính Dần, mệnh hỏa, đôi lứa cần tìm cách hòa hợp hơn. Với người tuổi Mậu Dần, mệnh thổ, bạn được nâng đỡ nên tự tin hơn. Với người tuổi Canh Dần, mệnh mộc, hãy đặt ra những mục tiêu cao xa cho mình. Với người tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, phát tài nhanh chóng nhờ vào vận may. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 45. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 10 tháng 5 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 10 tháng 5 năm 2023. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, chính tài mang tới nguồn tiền bạc dồi dào cho người tuổi Mão từ các công việc chính. Bạn có thể tìm được những đối tác triển vọng đem lại lợi ích không chỉ ở hiện tại mà còn ở cả trong tương lai. Hãy giữ mối quan hệ bền vững với đối tác. Tương hội cho thấy bạn có một ngôi nhà rất hòa thuận. Bạn và nửa kia luôn tin tưởng vào nhau và luôn cùng thảo luận mọi vấn đề từ nhỏ đến lớn trong nhà. Bạn tin rằng vợ chồng thì phải đồng lòng với nhau. Tuy nhiên, cục diện tương hại khiến cho người tuổi Mão phải trải qua nhiều biến cố trong ngày hôm nay. Những chuyện thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân đặt điều có thể khiến nhiều người có cái nhìn sai lệch về bạn. Hãy bỏ ngoài tai những lời sai trái. Với người tuổi Ất Mão, mệnh thủy, nắm chắc cơ hội thăng tiến khi đang có. Với người tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, thể hiện được sự chuyên nghiệp trong công việc. Với người tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, tâm sự với nửa kia nếu gặp phải khó khăn. Với người tuổi Tân Mão, mệnh mộc, nên trân trọng niềm vui đang có hiện tại. Với người tuổi Quý Mão, mệnh kim, công việc thuận lợi, đạt được nhiều mục tiêu đã đề ra. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 52. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây, đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 10 tháng 5 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 10 tháng 5 năm 2023. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, cục diện tự hình ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay. Bạn chớ nên tự tin quá mức, vì như vậy bạn dễ rơi vào trạng thái chủ quan và vướng vào rắc rối. Đồng thời bạn cũng chớ nên bỏ ngoài tai những lời khuyên của người khác. Trong gia đình, bạn cũng cần quan tâm và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia, không nên áp đặt những suy nghĩ của mình, bắt đối phương phải nghe theo, khiến bầu không khí gia đình trở nên ngột ngạt. Tỷ kiên xuất hiện đem tới điểm chẳng lành cho người tuổi Thìn. Bản mệnh dù thông minh lanh lợi, nhưng trước mưu mô của kẻ tiểu nhân thì khó lòng nhận biết được nguy hiểm, dễ dàng rơi vào bẫy bất cứ lúc nào. Đặc biệt là nếu bạn đang có ý định đầu tư thì nên cân nhắc thật kỹ, kẻo bị lợi dụng gây thất thoát tiền bạc. Với người tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, không nên áp đặt ý kiến của mình lên người khác. Với người tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, thử tham khảo ý kiến của người giàu kinh nghiệm. Với người tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, thái độ tự tin thái quá dễ bị xa lánh. Với người tuổi Canh Thìn, mệnh kim, hãy cứu vãn mọi chuyện trước khi quá muộn.
với cái tuổi Nhâm Thìn, Mệnh Thủy nên lắng nghe trao đổi với người khác nhiều hơn. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 64. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 10 tháng 5 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 10 tháng 5 năm 2023. Tử vi của 12 con giáp cho thấy, do chịu ảnh hưởng của cục diện thương quan, vận trình của người tuổi Tỵ trong ngày này đầy rẫy hung hiểm. Bản mệnh cần hết sức cẩn trọng trong mọi hành động, kẻo để xảy ra những sai lầm đáng tiếc. Ngoài ra, bản mệnh còn có thể gặp không ít thiệt hại liên quan đến tiền bạc. Nếu không tỉnh táo, bạn có thể vướng vào cái bẫy đã được giăng sẵn để rồi tiền mất tật mang lúc nào chẳng hay. May mắn ngũ hành tương sinh, vận tình cảm tốt đẹp có thể giúp bạn giải tỏa được các vấn đề căng thẳng. Vì thế mà có thời gian bên những người bạn yêu quý. Những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bạn mệnh có thể gặp người phù hợp với mình nếu chủ động và mở rộng lòng mình hơn. Hãy cho mọi người thấy được sức hút của bạn. Với người tuổi Ất Tỵ, mệnh Hỏa, có mong muốn được chứng tỏ bản thân. Với người tuổi Đinh Tỵ, mệnh Thổ, tình cảm gia đình hài hòa, tình thân gắn kết. Với người tuổi Kỷ Tỵ, mệnh Mộc, cần tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình. Với người tuổi Tân Tỵ, mệnh Kim, không nên giữ những suy nghĩ bi quan tiêu cực. Với người tuổi Quý Tỵ, mệnh Thủy, chuyện thi cử không gặp nhiều điều thuận lợi. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 45. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu cam, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 10 tháng 5 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 10 tháng 5 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, thực thần ghé thăm sẽ mang đến cho bạn vận may về tiền bạc không hề nhỏ, đặc biệt là với những người làm nghề tự do hay kinh doanh buôn bán. Cơ hội phát tài xuất hiện trước mắt như thế này quả là hiếm có, hãy nhanh tay đón lấy, đừng bỏ lỡ. Ngũ hành tương sinh giúp cho mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Hai người trò chuyện và tâm sự với nhau mọi điều trong cuộc sống. Mỗi khi gặp khó khăn, bạn tin tưởng người đó luôn ủng hộ mình. Ngoài ra, đường quan lộc gặp nhiều may mắn, các cơ hội làm ăn đến tới tấp. Dường như bạn không có lúc nghỉ ngơi, nhưng bù lại có thêm các khoản thu nhập, tài vượng cũng phát lên. Với người tuổi Giáp Ngọ, mệnh Kim, thu nhập tăng lên đáng kể, tiền bạc dư dôi. Với người tuổi Bính Ngọ, mệnh Thủy, hành động mạnh mẽ, quyết đoán và có tài lãnh đạo. Với người tuổi Mậu Ngọ, mệnh Hỏa, có thể thăng tiến nếu tận dụng được cơ hội. Với người tuổi Canh Ngọ, mệnh Thổ, công việc diễn ra khá suôn sẻ, tài chính không còn là nỗi lo. Với người tuổi Nhâm Ngọ, mệnh Mộc, nhanh chóng xử lý mọi việc bằng trí thông minh. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 69. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 10 tháng 5 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình tử vi ngày mới. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình.
Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp Tuổi Mùi trong ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, kiếp tài là hung thần khiến cho người Tuổi Mùi phải điêu đứng vì chuyện tiền bạc. Con giáp này có những quyết định vội vàng mà không nghĩ xem mình làm như thế có đúng không. Một phút sơ sẩy là mất tiền như chơi. Trước khi đổ tiền đầu tư hay mua sắm bất cứ thứ gì, cũng cần phải hiểu rõ về nó. Đừng chỉ nghe người khác tán thưởng như rót mật vào tai mà cho rằng nó phù hợp với mình. Tới lúc té ngã rồi cũng chỉ đành một mình ôm hận. Người làm lãnh đạo cần cho cấp dưới nhiều cơ hội để thể hiện mình hơn. Đừng chỉ khăng khăng với quan điểm của cá nhân, bạn sẽ trở thành người độc đoán. Có những lúc bạn phải thừa nhận là cấp dưới có cái nhìn chính xác hơn mình. Chuyện nhân duyên nhiều khi khó gặp được kết quả tốt. Có thể bạn cảm thấy tình cảm đã chuyến mùi, nhưng người ấy lại khá thờ ơ khiến bạn hững hụt. Cảm xúc có sự khác biệt tùy từng thời điểm, do vậy đừng quá phiền lòng, rồi mọi chuyện sẽ sớm tốt đẹp hơn thôi. Với người tuổi Ất Mùi, mệnh kim, cơ hội kiếm tiền làm giàu thường bị cướp đoạt nửa chừng. Với người tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy, có thể gặp phải nhiều chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Với người tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa, gia đạo bất an, tình cảm khó hòa hợp. Với người tuổi Tân Mùi, mệnh thổ, mải mê với công việc nên không muốn yêu đương. Với người tuổi Quý Mùi, mệnh mộc, chớ nên tin theo lời xúi bẩy của kẻ xấu. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 50. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp Tuổi Mùi trong ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp Tuổi Thân trong ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023. Xem tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy, cục diện tam hợp trợ giúp cho vận trình công danh sự nghiệp của người Tuổi Thân thêm phần hanh thông suôn sẻ hơn. Dù là người đang ngồi trên ghế nhà trường hay đi làm, đều có thể nhận được tin vui liên quan đến thành tích hay kết quả trong ngày hôm nay. Ngũ hành tương sinh, đường tình duyên của những chú thân đang có nhiều bước tiến đáng mừng. Tình cảm của hai bạn vẫn tiến triển tốt, mặc dù có đôi lúc không tránh khỏi những bất đồng, nhưng đó chỉ là gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Thiên ấn trợ mệnh, Tuổi Thân sẽ đón không ít tin vui về công việc. Những ý tưởng mới mẻ có thể giúp cho con giáp này ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Cơ hội để bạn tiến gần hơn đến mục tiêu của mình đang đến. Hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để nắm bắt. Với những tuổi Giáp Thân, mệnh thủy, tạo được uy tín với mọi người. Với những tuổi Bính Thân, mệnh hỏa, vận trình tài lộc cũng đang trên đà tăng tiến. Với những tuổi Mậu Thân, mệnh thổ, tài lộc hanh thông, có nhiều nguồn thu bên cạnh nguồn thu nhập chính. Với người tuổi Canh Thân, mệnh mộc, thích hợp để mở rộng quy mô làm ăn. Với người tuổi Nhâm Thân, mệnh kim, được mọi người công nhận những gì làm được. Sự nghiệp của người Tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 89. Về giờ tốt cho người Tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu, vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp Tuổi Thân trong ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp Tuổi Dậu trong ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023.
theo dõi tử vi cho thấy, lục hợp giúp sức, vận trình của người tuổi Dậu trong ngày trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết. Những cơ hội cứ mở ra trước mắt con giáp này, chỉ chờ bạn nắm bắt lấy và bứt phá mạnh mẽ trên con đường công danh sự nghiệp phía trước. Đường tình duyên vượng sắc, đào hoa nở rộ, con giáp này nên nắm bắt hạnh phúc cho mình. Không phải ai cũng có cơ hội chạm tay vào hạnh phúc, đừng để mình bỏ lỡ cơ hội đầy yêu thương. Trình ấn dẫn đường, lên công việc suôn sẻ và trôi chảy hơn gấp nhiều lần. Các thần này mang đến những cơ hội phát triển rất hứa hẹn. Bản mệnh vốn được đánh giá cao về năng lực làm việc, cũng như tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ cho công việc. Cơ hội thăng tiến đang mở ra trước mắt. Với những tuổi Ất Dậu, mệnh thủy, tình cảm gia đình ấm áp, trên dưới thuận hòa. Với những tuổi Đinh Dậu, mệnh hỏa, mọi việc đang rối ren bỗng trở nên thông thuận hơn rất nhiều. Với những tuổi Kỷ Dậu, mệnh thổ, tình hình tài chính lạc quan, nhiều cơ hội kiếm tiền. Với những tuổi Tân Dậu, mệnh mộc, nhận được sự yêu mến, tin tưởng của nhiều người. Với những tuổi Quý Dậu, mệnh kim, cơ hội phát tài nhờ may mắn. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 13. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 10 tháng 5 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 10 tháng 5 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, do chịu ảnh hưởng của cục diện tương xung nên tâm trạng của con giáp tuổi Tuất cứ buồn bực, khó chịu mãi không thôi. Chỉ một lời góp ý đơn thuần cũng đã khiến cho con giáp này cảm thấy thất vọng rồi tự ti. Thìn Tuất xung khắc, mối quan hệ giữa bạn và người ấy không mấy hài hòa, khi những bất đồng cứ liên tiếp nảy sinh. Cả hai vì không tìm được tiếng nói chung mà liên tục xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn căng thẳng khiến tình cảm rạn nứt. Tỷ kiên gây rối, người tuổi Tuất có thể xảy ra những tranh chấp với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Những tranh chấp ấy có thể tác động trực tiếp tới quyền lợi của bạn, khiến bạn dễ trở nên nóng nảy, thậm chí hành động nông nổi. Trong công việc, hãy giữ vững quan điểm của mình, không để bị những lời điều tiếng lung lay. Với người tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, tình cảm gặp phải không ít khó khăn trắc trở. Với người tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, không nên có những suy nghĩ bi quan. Với người tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, chớ tham lam làm giàu từ việc làm ăn phi pháp. Với người tuổi Canh Tuất, mệnh kim, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Với người tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, hãy quan tâm hơn đến sức khỏe của mình. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 97. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 10 tháng 5 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 10 tháng 5 năm 2023. Xem tử vi cho thấy, chính quan xuất hiện thì chứng tỏ năng lực mạnh mẽ của con giáp này. Cùng với tinh thần trách nhiệm cao, bạn nhanh chóng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao mà không cần đến sự trợ giúp của bất cứ ai. Nhận được không ít đánh giá cao của cấp trên, con đường thăng tiến của bạn như đang thênh thang rộng mở. Tài chính của bạn khá ổn, một phần nhờ vào cân đối chi tiêu và một phần nhờ vào những thành quả công việc trước đó của bạn. Có thể bạn may mắn về chuyện tiền bạc, nhưng đừng vì thế mà ỷ lại. Một chút cố gắng của bạn có thể tạo thêm nhiều nguồn thu tốt cho tương lai. Hồng Loan báo tin mừng cho chuyện tình cảm của người tuổi Hợi. Bản mệnh rất thấu hiểu nửa kia của mình. Thậm chí mỗi lần mâu thuẫn là một lần đôi bên quý trọng nhau nhiều hơn.
mối quan hệ hiện tại của hai người rất đáng ngưỡng mộ. Với cái tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, người độc thân chưa thể tìm được người tâm đầu ý hợp. Với cái tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, đạt được nhiều thuận lợi bất ngờ trong công việc. Với cái tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, không nên tìm cách làm giàu bất chấp. Với cái tuổi Tân Hợi, mệnh kim, khẳng định được vị thế của mình với lãnh đạo. Với cái tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định liên quan đến tiền bạc. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 03. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.